Kính chào quý vị đang theo dõi kênh Triết Lý Cuộc Sống. Quý vị thân mến, vật chất của cải không phải là tất cả, nhưng nó rất quan trọng với cuộc sống của con người. Và ai cũng mong muốn mình có được cuộc sống giàu sang phú quý. Nhưng dù vậy, sự giàu sang không phải cứ cầu là có được. Có người sinh ra đã ở trong gia đình giàu có người thì từ bé đã phải sống trong nghèo khổ, lớn lên thân cô thế cô. Con người khi sinh ra và đến khi nằm xuống đều gắn liền với số mệnh. Số mệnh không tự sinh ra mà cũng không tự mất đi. Nó là kết quả của những việc ta đã làm, đặc biệt là những điều ở tiền kiếp. Để có được cuộc đời viên mãn hạnh phúc, thậm chí là giàu sang phú quý như mong muốn, chúng ta cần tích lũy 6 điều sau. Cùng lắng nghe và chiêm nghiệm quý vị nhé. Thứ nhất, tích lũy lòng tốt, đức hạnh là phúc. Vào đời nhà Thanh, ở huyện Gia Hưng có một vị thư sinh, mỗi lần tham gia các khoa thi cử thì đều bị trượt. Nhưng người này lại rất đôn hậu, thường ngày ghét ác, thích hành thiện. Hễ là nghe thấy bạn học hoặc người thân bạn bè đàm luận lời trái với đạo đức, thì không kể là lúc đang làm việc, liền nghiêm khắc đứng ra ngăn can, cùng khuyên răn. Đồng thời, vị này còn viết một cuốn Giới Khẩu Nghiệt Văn, nhằm khuyên nhủ nhắc nhở người khác chú ý đến lời ăn tiếng nói. Vị thư sinh này luôn luôn khuyên mọi người nên đọc nhiều sách thiện hay, tránh vô cớ mà tạo nghiệp. Có một năm, vị này lại tham gia thi cử. Đêm trước ngày yết bảng, vị này mơ thấy người cha đã khuất của mình nói với mình rằng: ở kiếp trước, ngươi đã thi đậu tiến sĩ, nhưng vì ngươi cậy tài khinh người nên trời cao phạt ngươi kiếp này luôn luôn thi trượt, cả đời không phát đạt. Nhưng bởi vì ngươi đời này viết Giới Khẩu Nghiệt Văn, lại hay khuyên bảo người khác đọc sách thánh hiền. Văn Xương Đế Quân nhận thấy ngươi luôn khuyên người khác hướng thiện, đích được âm đức rất lớn, nên đã đặc biệt tấu lên Thượng Đế, xin được bổ thêm công danh cho ngươi. Mong ngươi càng phải tu đức, đáp đền thiên thần. Thư sinh nghe xong mừng rỡ không thôi. Hôm sau yết bảng, quả nhiên vị này thi đậu. Sau khi ra làm quan, lại càng thêm cẩn thận, càng thêm nỗ lực hành thiện, cho nên đã thăng đến chức ngự sử. Người có tâm từ bi khuyên người bỏ ác làm lành như vậy, cũng đủ cảm động đến trời đất, chuyển họa thành an, nhận được phúc báo. Thưa quý vị, thiện ác cuối cùng đều có báo ứng, chỉ là đến sớm hay muộn mà thôi. Chính vì thiên lý không thể làm trái mà thần linh luôn giám sát việc thiện ác nhân gian. Cho nên, trong lòng có thiện hay ác đều sẽ có thiên lý báo đáp. Làm người mà phân rõ thiện ác thì mới có thể được phúc báo lâu dài. Tích lũy lòng tốt đức hạnh là điều nên làm, mà cũng là cách để đời sau được sống viên mãn, vinh hoa phú quý. Thứ hai là tích lũy kỹ năng, học tập là phúc. Có câu nói, không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Tuy nhiên trên thực tế lại có rất nhiều gia tộc giữ được của cải địa vị cao trong nhiều đời liền. Vậy nguyên cớ là do đâu? Tăng Quốc Viên đã từng nói rằng, một gia đình có hưng thịnh hay không thì chỉ cần nhìn vào ba điểm là biết rõ. Thứ nhất, nhìn xem con cháu ngủ đến mấy giờ. Nếu như ngủ đến lúc mặt trời lên cao mới trở mình dậy, thì gia đình này đang ngày càng lười biếng mà đi xuống. Thứ hai, nhìn xem con cháu trong nhà có chăm chỉ làm việc hay không, bởi vì thói quen làm việc sẽ ảnh hưởng đến cả đời của một con người. Thứ ba, nhìn xem con cháu có thường đọc sách kinh điển của các bậc cao nhân thánh hiền hay không, bởi vì người không học sẽ không hiểu nghĩa và không biết đạo lý. Trong đó, việc tích lũy kiến thức học tập được đánh giá là một trong những kỹ năng quan trọng nhất. Những tư tưởng và tu dưỡng của ông đã cổ vũ khích lệ cho hậu thế. Mặc dù tư chất bẩm sinh không được thông minh, nhưng đối với chuyện học hành, ông rất kiên trì, không đi đường tắt. Nếu không đọc thuộc câu trước, ông sẽ không đọc tiếp câu sau. Không đọc xong quyển sách này, ông sẽ không sở đến quyển sách kia. Trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy.
đừng dùng đường tắt để đạt được thành công hay được một thứ gì đó. Một người muốn đạt được thành công nhất định phải trả giá, phải dành thời gian tâm huyết để làm, thì thành công ấy mới bền vững lâu dài. Thứ ba là tích lũy mồ hôi, lao động là phúc. Sự lao động đã tạo nên thế giới loài người ngày hôm nay. Chúng ta không làm việc sẽ không tạo ra cơm gạo để ăn, không động tay động chân sẽ không có nhà để ở, không thể tạo thành một thành phố hay một quốc gia, cũng không có những thành tựu khoa học vĩ đại làm thay đổi cả thế giới này. Nói tóm lại, không lao động thì con người không thể tồn tại. Thế nhưng, có thể các bạn đặt ra câu hỏi là tại sao có những người không cần làm gì mà vẫn được ăn sung mặc sướng? Thật ra chính là ở kiếp trước, họ đã lao động quá nhiều, hy sinh nhiều cho người khác. Cho nên kiếp này, họ gặt quả, được sống một cách an nhàn, thanh tao. Cái gì cũng có giá của nó, và tất cả đều phải đánh đổi mới đạt được. Mồ hôi có đổ xuống mới có quả ngọt để ăn. Thứ tư là tích lũy chân tình, ấm lòng là phúc. Sự chân tình sẽ khiến con người giàu có, ít nhất là về mặt tâm hồn. Trong lúc mọi người đang loay hoay vì giờ cao điểm, khách vào ăn cơm đông, cậu nhân viên lại báo có cô bán ve chai là khách hàng thường xuyên của quán muốn gặp. Hôm ấy, chị cầm 200.000 đồng và một túi đồ đến ủng hộ cho quán cơm chay từ thiện. Vừa gặp chủ quán, chị vừa khóc vừa kể, năm nay làm ăn khó khăn quá. Đối với chúng tôi, những người lao động xa quê lên đất thành phố tìm một công việc đã khó, nay còn khó hơn khi vật giá leo thang và thu nhập thì thấp. Tôi đã vào quán ăn này ngay từ khi quán khai trương cho đến nay. Đối với tôi, đây thật sự là điểm đến ấm lòng, tiết kiệm được chút ít chi phí cho bữa ăn hàng ngày. Người phụ nữ này nợ tấm chân tình của những người nấu cơm chay thiện nguyện. Cùng trong hoàn cảnh nghèo khó như bao người khác, người phụ nữ nghèo nhặt ve chai đã tần tiện từng đồng bạc lẻ trả ơn cho quán cơm nơi mà chị vẫn thường ăn giá rẻ ở đó. Nói xong, chị đi ra xe đẩy ve chai của mình ôm vào quán một bao gạo 10kg và một chai dầu ăn 1 lít. Chị nói xin quán hãy nhận ở nơi tôi tấm lòng để chia sẻ với nhau. Chủ quán cơm ngỡ ngàng không biết phải làm sao vì món quà này. Đối với nhiều người, tuy nó không lớn, nhưng đối với một người thu nhập thấp thì đây quả là một số tiền cũng không hề nhỏ. Rồi anh nói sẽ nhận ở tấm lòng của chị, còn vật chất thì cứ mang về. Thế nhưng chị nhất quyết không chịu, bắt chủ quán phải nhận bao gạo, chai dầu ăn cùng 200.000 đồng. Chủ quán cơm chỉ còn cách nhận những món quà tình nghĩa kia và dặn dò chị mai mốt đến ăn cơm. Hôm nào buôn bán ve chai được kha khá thì chị có thể đem lại một bó rau muống hoặc một chai nước tương nho nhỏ là được rồi. Không nên mua, với số tiền vượt khả năng của mình, quán sẽ không nhận đâu. Chị cười hiền và câu chuyện cứ như giải bất tận, tựa như tấm lòng của những người bạn tốt gặp nhau. Quả thực, dù chỉ là hành động đơn giản, nhưng nó luôn nhắc nhở mọi người nhớ đến một sự tử tế, mang lại giá trị tinh thần lớn cho cuộc sống. Và cái phúc, cái đức tích lũy được ấy, nó sẽ đơm hoa kết trái, không chỉ đời mình mà muôn đời sau được hưởng. Thứ năm là tích lũy niềm vui, nụ cười chính là hạnh phúc. Người xưa có câu, thiên hạ vô dịch cảnh, thiên hạ vô nan cảnh, trung thân hữu nhạc sử, trung thân hữu ưu sử. Nghĩa là, trong cuộc sống không có thuận cảnh hoàn toàn, cũng không có nghịch cảnh hoàn toàn. Con người cả đời có vui, cả đời cũng có buồn. Buồn hay vui, sung sướng hay đau khổ đều do tâm mình mà ra. Khó tránh khỏi những lúc không được như ý. Tuy nhiên, trong sự không thuận lợi mà vẫn nở được nụ cười, vẫn có những suy nghĩ tích cực, sẽ giúp cho con người vượt qua nghịch cảnh nhanh nhất. Trong phúc có họa, trong họa có phúc, tích lũy niềm vui và nụ cười sẽ giúp chúng ta tích lũy phúc đức lâu bền, cuộc sống dần được như ý. Thứ sáu là tích lũy tình yêu thương. Có một người đàn ông yêu thích mỹ thuật. Ông ta say mê đến mức gần như sống vì niềm say mê của mình.
sưu tập tranh là mục tiêu cả đời của ông. Ông làm việc rất chăm chỉ để dành tiền tiết kiệm nhằm mua thêm các tác phẩm hội họa cho bộ sưu tập của mình. Ông mua rất nhiều tác phẩm của các họa sĩ nổi tiếng. Người đàn ông này đã góa vợ. Ông chỉ có một người con trai. Ông đã truyền lại cho con mình niềm say mê sưu tầm đó. Ông rất tự hào về con trai của mình khi anh cũng trở thành một nhà sưu tầm nổi tiếng như ông. Một thời gian sau, đất nước bỗng có chiến tranh. Người con trai cũng như mọi thanh niên khác lên đường tòng quân. Và sau một thời gian thì câu chuyện xảy ra. Một hôm người cha nhận được một lá thư thông báo rằng người con đã mất tích khi đang làm nhiệm vụ. Người cha đau khổ đến tột cùng. Thật là khủng khiếp khi người cha không thể biết được điều gì đang xảy ra với con trai của mình. Vài tuần sau, ông nhận được một lá thư nữa. Lá thư này báo với ông rằng con trai ông đã hy sinh khi làm nhiệm vụ. Ông gần như chết đi một nửa người. Thật khó khăn khi đọc tiếp lá thư đó, nhưng ông vẫn cố. Trong thư người ta báo rằng con ông đã rút lui đến nơi an toàn. Nhưng thấy trên bãi chiến trường vẫn còn những đồng đội bị thương, con ông đã quay trở lại và đưa từng thương binh về một. Cho đến khi đưa người cuối cùng về gần đến khu vực an toàn thì con ông đã trúng đạn và hy sinh. Một tháng sau, đến ngày Noel, ông không muốn ra khỏi nhà. Ông không thể hình dung được một Noel mà thiếu con trai mình bên cạnh. Ông đang ở trong nhà thì có tiếng chuông gọi cửa. Đứng trước cửa nhà là một chàng trai, tay cầm một khung lớn được bọc kín. Chàng trai nói: "Thưa bác không biết cháu, nhưng cháu là người mà con trai bác đã cứu trước khi hy sinh. Cháu không giàu có, nên cháu không biết đem đến cái gì để đền đáp cho điều mà con bác đã làm cho cháu. Cháu được anh ấy kể lại rằng bác thích sưu tầm tranh, bởi vậy dù cháu không phải là một họa sĩ, cháu cũng vẽ một bức chân dung con trai bác để tặng cho bác. Cháu mong bác nhận cho cháu ạ." Người cha đem bức tranh vào nhà mở ra, tháo bức tranh giá trị nhất vẫn treo trên lò sưởi xuống. Ông thay vào đó là bức chân dung của người con trai. Nước mắt lưng tròng, ông nói với chàng trai: "Đây là bức tranh giá trị nhất mà ta có được. Nó có giá trị hơn tất cả các bức tranh mà ta có trong căn nhà này." Chàng trai ở lại với người cha qua Noel đó, rồi hai người chia tay. Vài năm sau, người cha bị bệnh nặng rồi mất. Tin tức về việc ông qua đời lan truyền đi rất xa. Mọi người đều muốn tham gia vào cuộc bán đấu giá những tác phẩm nghệ thuật mà người cha đã sưu tầm được qua thời gian. Cuối cùng thì buổi bán đấu giá cũng được công bố vào ngày Noel năm đó. Các nhà sưu tầm và đại diện cho các viện bảo tàng đều háo hức muốn mua các tác phẩm nổi tiếng. Tòa nhà bán đấu giá đầy người. Người điều khiển đứng lên và nói: "Tôi xin cảm ơn mọi người đã đến đông đủ như vậy. Bức tranh đầu tiên sẽ là bức chân dung này." Có người la lên: "Đó chỉ là chân dung đứa con trai ông cụ thôi. Sao chúng ta không bỏ qua nó và bắt đầu những bức tranh có giá trị thật sự?" Người điều khiển nói: "Chúng ta sẽ bắt đầu bằng bức này trước. Ai sẽ mua với giá 100 đô la?" Không ai trả lời, nên ông ta lại tiếp: "Ai sẽ mua với giá 50 đô la?" Cũng không có ai trả lời. Ông ta lại hỏi tiếp: "Có ai mua với giá 40 đô la?" Cũng không có ai muốn mua. Người điều khiển lại hỏi: "Không ai muốn trả giá cho bức tranh này hay sao?" Một người đàn ông già đứng lên nói: "Anh có thể bán được với giá 10 đô la không? Anh thấy đấy, 10 đô la là tất cả những gì tôi có. Tôi là hàng xóm của ông cụ và tôi biết thằng bé đó. Tôi đã thấy thằng bé lớn lên và tôi thật sự yêu quý nó. Tôi rất muốn có bức tranh đó. Vậy anh có đồng ý không?" Người điều khiển nói: "10 đô la lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, bán." Tiếng ồn ào vui mừng nổi lên và mọi người nói với nhau: "Chúng ta có thể bắt đầu thật sự được rồi."
người điều khiển nói: "Xin cảm ơn mọi người đã đến. Thật là vinh hạnh khi có mặt những vị khách quý ở đây. Bữa nay chúng ta sẽ dừng tại đây." Đám đông nổi giận: "Anh nói là hết đấu giá ư? Anh còn chưa đấu giá một bức nào trong toàn bộ các tác phẩm nổi tiếng kia mà." Người điều khiển nói: "Tôi xin lỗi, nhưng buổi bán đấu giá đã chấm dứt. Mọi người hãy xem chúc thư của ông cụ đây. Người nào mua bức chân dung con tôi sẽ được tất cả các bức tranh còn lại." Quý vị thân mến, cuộc sống con người không có ai là hoàn hảo tuyệt đối. Mỗi người đều có ước mơ và khát vọng riêng, đều mong được giàu có và luôn đứng ở vị trí cao. Tuy nhiên, chúng ta nên biết rằng những lợi lộc trong cuộc sống không chỉ tạo nên bởi sự tích lũy tài sản, mà là còn tích lũy cả nhân cách, lòng từ bi, sự chăm chỉ và cả sự lạc quan nữa. Quý vị thân mến, chuyện kể xưa kia có một ông lão từng làm quan coi sách trong triều nhà Chu. Lúc ấy là thời Xuân Thu. Tuy rằng vua Chu là thiên tử, nhưng thực chất chẳng có quyền hành gì. Các nước chư hầu đua nhau bày mưu tính kế, gây chiến khắp nơi, hòng tranh đoạt thiên hạ. Chán ghét cảnh thế sự nhiễu nhương, ông lão từ quan ở ẩn cưỡi trâu đi mãi về phía Tây, hòng tìm nơi thanh thản. Đến một cửa ải nọ, vị quan trông ải liền thấy người cưỡi trâu toát ra khí độ phi phàm, liền thuyết phục ông lão ở lại giảng dạy triết lý. Từ chối mãi không đặng, lão đành phải lưu lại và viết nên cuốn sách về sau người ta gọi là Đạo Đức Kinh. Nó chứa đựng những triết lý thâm sâu mà nghìn đời sau ngẫm lại vẫn đúng. Và ông lão ấy được người đời gọi với cái tên thân thuộc là Lão Tử. Trong triết lý của Lão Tử, ta thấy luôn thấm đượm tinh thần vô vi. Thiên nhiên trời đất vốn đã vận hành thành chu kỳ tự nhiên. Nếu chúng ta tác động vào một yếu tố nào đó, thì cũng là làm đảo lộn chu trình ấy. Nếu chúng ta không làm gì cả, thì tức là đảm bảo được chu trình trên vẫn hoạt động bình thường. Thuyết này đặc biệt hiệu quả trong trường hợp chúng ta chưa biết phải làm như thế nào khi đứng trước một sự việc. Theo Lão Tử thì tốt nhất là không làm gì cả. Những tư tưởng vô vi ấy, Lão Tử dạy cho con người ta những bí quyết dưỡng tâm. Càng về già, con người ta nghe lại càng thấm thía. Hôm nay, Triết Lý Cuộc Sống xin mạn phép giới thiệu 7 bí quyết dưỡng tâm. Mời quý vị cùng lắng nghe và chiêm nghiệm. Bí quyết thứ nhất, giữ trọn chữ đức. Danh thần nhà Lê, Nguyễn Viết Thứ, đậu tiến sĩ năm 21 tuổi, sau đó được triều đình bổ dụng vào nhiều vị trí quan trọng. Năm 1691, được bổ làm tham tụng, tức là tể tướng. Dân làng vẫn gọi cụ với cái tên thân mật là Cụ Thượng Sơn Đồng, bởi quê cụ ở Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội. Cụ Thứ có người bạn vong niên làm quan Đồng Triều, Đồng Hương, huyện Hoài Đức, là đô đốc Nguyễn Công Triều. Với lòng yêu quê hương, cụ Triều dành nhiều của cải tích cóp được xây dựng đình chùa, miếu mạo, đường xá cho làng quê. Để tiện cho công việc, cụ Nguyễn Công Triều mượn voi của triều đình kéo vật liệu. Chẳng may khi làm việc voi bị chết. Theo luật thời ấy, hoặc là phải đúc một con voi bằng bạc to bằng kích thước voi thật để đền cho triều đình, hoặc là phải chịu trọng tội. Đô đốc Nguyễn Công Triều tính dồn hết sản nghiệp cũng chỉ đúc được 4 cái chân voi bằng bạc mà thôi. Cụ Nguyễn Công Triều đem sự tình giải bày với bạn đồng liêu Nguyễn Viết Thứ. Cụ Thứ suy nghĩ lung lắm, làm thế nào để giải tội cho một bậc trọng thần của triều đình. Trong một cuộc cờ với nhà chúa, Thượng Thư Nguyễn Viết Thứ thua liền 3 ván. Nhà chúa thấy lạ, vì xưa nay Thượng Thư có tiếng là cờ cao. Thượng Thư Nguyễn Viết Thứ mới tâu: "Khải Vương Thượng, có tên gia nhân mượn nhà thần con voi, hắn làm voi chết, thần đang tính của phạt thế nào cho phải." Thế là nhà chúa ngắt lời: "Có vậy mà quan tả phải suy xét, nó là tôi tới trong nhà. Lỡ làm chết voi thì tha cho nó, nó có tiền đâu mà đền." Thượng Thư cả mừng sụp lạy chúa về chuyện chết voi.
Nhà Chúa thấy hợp tình hợp lý, bèn tha bổng. Không những thế, nhà Chúa còn hết lời khen ngợi tài trí của Thượng Thư Nguyễn Viết Thứ. Ân lớn khó đền. Đô đốc triều xin rằng, cha mẹ là cha mẹ chung. Vì thế khi thấy song thân của quan Thượng Thư Nguyễn Viết Thứ sống trong cảnh bần hàn với một ngôi nhà tranh siêu vẹo, Đô đốc Nguyễn Công Triều cho rằng mình chưa làm tròn đạo hiếu. Đô đốc ngỏ ý dựng tặng phụ mẫu của Thượng Thư một căn nhà. Thượng Thư Nguyễn Viết Thứ kém Đô đốc Nguyễn Công Triều nhiều tuổi, từ chối thì mang tiếng không trọng bậc cao niên, nên ngài cười bảo rằng: tấm lòng của đại nhân tôi không dám nhận, nếu quan lớn làm ngôi nhà trong một đêm thì tôi xin vâng. Thực chất đó là một câu từ chối khéo. Nhưng rồi cụ Triều đã tìm cách để tri ân người đã giúp đỡ mình. Ngôi nhà được dựng đúng trong một đêm. Người làng Sơn Đồng vẫn truyền rằng cụ Triều mất không ít công sức suy tính để giải bài toán khó này. Chỉ có cách làm sẵn tất cả rồi cho người đến lắp ghép. Khi ấy cụ Triều đang chuẩn bị xây nhà thờ họ. Thế rồi cụ đem nguyên ngôi nhà thờ họ đã chuẩn bị sẵn sang bên làng Sơn Đồng. Để đảm bảo ngôi nhà hoàn thành đúng thời gian, các chi tiết cột kèo, dui mè đều chuẩn bị kỹ lưỡng. Cụ cho người tập dượt, lắp thử nhà tại làng đến khi thành thục. Đến ngày đã định, người san nền cứ san nền, người làm phần mộc cứ làm phần mộc. Vì thế chập tối, đem vật liệu sang Sơn Đồng dựng nhà. Đến tảng sáng là kịp cho mừng nhà mới. Từ đó câu chuyện về ngôi nhà nhất dạ tri ân được người họ Nguyễn viết làng Sơn Đồng dùng để răn dạy con cháu về đạo đức của người đi trước, một nét đẹp về đối nhân xử thế ở đời. Hiện nay, ở gian chính giữa của ngôi nhà, bức hoành phi ba chữ Đức Giả Viễn, tức giữ chữ đức lâu dài, vẫn sáng ánh màu vàng son như nhắc nhở các thế hệ sau về tâm đức tiền nhân. Bí quyết thứ hai là tu dưỡng bản thân. Trong Hán tự, dưỡng có nghĩa rằng nuôi nấng chăm chút, còn theo quan điểm của Lão Tử, dưỡng hàm ý biết chăm chút cho bản thân mình. Biết sống vì người khác cũng là để giữ cái đức, nhưng vì người mà quên mình thì đôi khi lại là hại. Chăm chút mình thì mọi điều tốt đẹp, nhược bằng bỏ bê bản thân thì hậu quả do chính ta gánh chịu chứ không phải là ai khác. Vậy rốt cuộc ta phải dưỡng cái gì? Theo Lão Tử, điều tiên quyết là phải dưỡng nội khí, mà dưỡng khí không chỉ bằng cách tập hít thở đều, mà còn phải nói ít lại. Nói ít thì ít đắc tội, tránh nảy sinh thêm kẻ thù. Kẻ lùi một bước thì mới là đại trí. Biết nghĩ đến đại cục, dẹp bỏ những cạnh tranh sân si tầm thường mà đạt được mục đích lớn lao hơn. Thứ hai là phải từ bỏ sắc dục để dưỡng tinh khí. Đành rằng ái dục là nhu cầu của con người, nhưng nếu kẻ nào sa đà vào thì dễ hao tổn sức khỏe, lâu dần có hại cho cơ thể. Minh chứng rõ nét nhất là những bậc quân vương nào ham mê tửu sắc thì đều sống không thọ, chết yểu. Thứ ba là phải tu dưỡng tâm tư không bị sao động, tránh bực tức để tránh bệnh tật. Hàng ngày tập hít thở đều đặn để dưỡng phế khí, ít suy tư để dưỡng thận khí, hành động cư xử cẩn trọng để dưỡng thần khí. Nếu làm được những việc đó thì sức khỏe ắt dồi dào, tinh thần vui vẻ phấn khởi suốt ngày. Vì thế mà tuổi thọ tăng thêm, đời sống viên mãn. Bí quyết thứ ba, tu tâm dưỡng tính. Để có thể dưỡng được nhiều thứ như tinh khí, thần khí, phế khí, thận khí, trước tiên phải biết cách tu tâm dưỡng tính. Cái tâm phải được rèn luyện trước, sau đó làm nền tảng để đạt được những thứ khác. Tâm tĩnh lặng, ta mới nhìn rõ được sự vật, sự việc, bản chất vận hành của nó. Người vững tâm không bao giờ để những thứ phù hoa cám dỗ, mà bản thân mình luôn làm chủ, vì thế không bao giờ bị sa ngã, vô tâm bất động, sẽ càng ngày càng tiến gần đến đạo. Bí quyết thứ tư, bí quyết từ chữ thiểu. Thiểu theo quan niệm chung đó chính là bớt đi, ít lại. Thực tế trong cuộc sống, con người muốn rất nhiều. Ta muốn nhiều tiền tài của cải để có thể tiêu xài cho những thứ mình ham thích. Ta lại muốn có sức khỏe mãi mãi để tận hưởng cuộc sống.
ta cũng muốn có được sắc đẹp, địa vị, được mọi người kính nể tôn trọng. Nhưng khổ nỗi không phải thứ nào cũng tự nhiên sở hữu được, mà là phải đánh đổi. Muốn tiền tài danh vọng thì phải nỗ lực làm việc, đôi khi phải ngày đêm suy tính âm mưu thủ đoạn. Có được sức khỏe thì phải rèn luyện chăm chỉ, đổ mồ hôi, lại phải chú ý nghiên cứu ăn uống ngon và bổ dưỡng. Thế nhưng càng cố gắng càng suy nghĩ thì con người càng dễ rơi vào căng thẳng suy kiệt, không thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn được. Vì thế chi bằng mỗi thứ chúng ta bớt đi một chút thì tự nhiên mọi thứ lại tốt đẹp. Bí quyết thứ 5: biết người là khôn, biết mình là sáng suốt. Thắng người là người có sức mạnh, thắng mình là người mạnh thực sự. Một người thành công phải tự mình thắng được bản thân. Chiến đấu với bản thân luôn là một cuộc chiến không bao giờ nghỉ ngơi và khó khăn nhất. Muốn trở thành người có trí tuệ thâm sâu thì luôn luôn phải rèn luyện, tự vấn lương tâm mình, soi xét lại những điều đúng và sai. Cuộc sống xô bồ luôn cuốn ta vào vòng xoáy danh lợi, khiến nhiều lúc quên đi mất bản thân. Ta bỏ qua nhu cầu thực sự, không biết mình cần gì nhất, dẫn tới không bao giờ cảm thấy thỏa mãn, luôn buồn phiền ưu tư. Vạn vật trong tự nhiên đều tồn tại hai mặt đối lập, hòa hợp bổ sung và phụ thuộc lẫn nhau. Cần cân bằng mọi thứ thân với tâm, bên ngoài và bên trong, biết mình biết người, như thế mới phát triển bản thân một cách trọn vẹn được. Bí quyết thứ 6 là bí quyết từ chữ đạm. Chữ đạm trong tiếng Hán có nghĩa là nhạt. Sắc hương vị gì nhạt nhẽo đều gọi là đạm. Đạm có thể hiểu trong từ thanh đạm, đạm bạc. Trước tiên phải hiểu đạm trong ăn uống. Cái miệng hại cái thân, quả đúng theo nghĩa đen. Những kẻ ăn uống vô tội vạ, bạn đâu ăn đấy, ắt nạp những thứ độc hại vào người. Hãy tập cách ăn uống thanh đạm, không cần cao lương mỹ vị, mà chỉ cần đủ chất điều độ, đồ ăn sạch để đảm bảo dinh dưỡng và tránh bệnh tật. Chữ đạm còn thể hiện ở cách sống của con người. Sống mà ít cầu công danh, ít tư lợi, ít ham sắc dục, không bị cuốn vào ái tình thì sẽ tránh khỏi những thị phi, an nhiên tự tại hơn. Ít sinh phẫn nộ, nghi ngờ, biết kiềm cái tính hiếu thắng, biết sống cho người khác thì chẳng lúc nào và chẳng ở đâu mà không được bình an cả. Bí quyết thứ 7, bí quyết chữ vong. Vong có thể hiểu là mất, nhưng cũng có nghĩa là quên. Có những thứ trong cuộc đời ta không muốn nhớ đến, nhưng chúng vẫn quẩn quanh khiến tâm không được yên phút nào. Tuy nhiên, việc gì cần nhớ thì nhớ, không cần nhớ thì có thể quên đi. Quên đi sự việc có thể dưỡng tâm, quên đi tình cảm có thể dưỡng tính, quên đi hoàn cảnh có thể dưỡng thần, quên đi sắc dục có thể dưỡng tinh. Nếu quên mà giúp cho cuộc sống tốt hơn thì ta nên bỏ ngay ra khỏi trí óc. Quên đồng nghĩa với sự buông bỏ. Học được thứ ấy, tâm hồn ta được giải phóng khỏi xiềng xích từ những điều tiêu cực. Quên là dọn dẹp để tạo mảnh đất nuôi dưỡng cho những điều tích cực, tốt đẹp trong cuộc sống. Và trong phần cuối của chương trình, mời quý vị cùng nghe câu chuyện Tôi không thể tha thứ cho chính mình của tác giả Trăng Tàn. Tôi lấy vợ khi mới 19 tuổi, chưa có nghề nghiệp gì. Vợ tôi hơn tôi 2 tuổi, vừa ra trường và làm ở một ngân hàng lớn trong tỉnh. Ngày ấy vừa xóa bao cấp, toàn bộ lương của vợ đóng tiền ăn cho bố mẹ tôi. Hàng ngày tôi đưa vợ ra bến xe để bắt xe buýt đi làm, chiều lại ra bến xe để đón vợ. Tiền ăn ca của vợ thì để đi xe và ăn trưa. Bố tôi thấy tôi ở nhà nên mua xe công nông để tôi chở vật liệu thuê kiếm tiền. Do ông nhận việc nên làm được bao nhiêu thì cuối ngày ông sẽ thu hết, chẳng để cho tôi một chút tiền tiêu vặt nào. Với lời hứa, khi ông thu đủ tiền xe thì ông sẽ cho hẳn chiếc xe đó để cho tôi tự làm. Vì thế tôi chăm chỉ cày bất kể mưa hay nắng, cố gắng bỏ sức, nhận nhiều việc nhất có thể. Hàng ngày đến địa chỉ bố đưa, một mình tôi xúc vôi thầu gạch vỡ đầy xe thì chở đi đổ, được người ta trả cho 5.000. Tôi không đổ đi mà mang bán cho người cần đổ nền nhà, được 5.000 nữa. Một ngày cũng được hơn chục chuyến xe như thế. Cũng không nghĩ cất riêng cho mình mà lại đưa hết tiền về cho bố. Hy vọng
chỉ gần một năm, tôi sẽ có chiếc xe của riêng mình. Thời gian cứ thế trôi đi, đã gần 2 năm cũng không thấy bố nhắc đến việc cho xe. Đến khi con gái lớn của chúng tôi ra đời, vợ chồng vẫn không có chút tiền dành dụm nào. Vợ đẻ ngồi nhà, bố mẹ tôi ngày ngày khó chịu, mắng chó chửi mèo, vì vợ chồng tôi vẫn chỉ có chừng ấy tiền lương như vẫn đóng, nhưng vợ tôi lại ăn thêm bữa trưa ở nhà, kèm thêm em bé, với bao nhiêu thứ phải chi tiêu đi kèm. Lúc tôi đi làm vắng, bố tôi ở nhà, còn đòi lại chỉ vàng khi chúng tôi cưới nhau bố cho. Ông nói, giờ bố mẹ khó khăn, con cho bố xin lại, lúc nào có thì bố mẹ sẽ cho sau. Vợ tôi trả lại cho ông cũng không nói lại với tôi. Mãi lâu sau này tôi mới biết. Chứng kiến vợ ngày ngày cơm chan nước mắt, tôi xin bố mẹ để chúng tôi ăn riêng và bàn với vợ vay tiền ở ngân hàng vợ làm để mua lại của bố chiếc xe công nông để tôi tự làm. Vì theo như mức thu nhập như hiện tại thì trong vòng 1 năm chúng tôi có thể trả hết nợ. May mắn là vợ tôi vay được tiền của quỹ công đoàn nơi cô ấy làm việc nên không phải trả lãi. Bố tôi đồng ý bán lại chiếc xe công nông với giá là 17 triệu đồng, bằng 2/3 giá tiền lúc ông mua. Thế là cuối cùng cũng có thể tự làm để kiếm tiền cho riêng mình. Chúng tôi rất mừng. Nhưng niềm vui chẳng tày gang, lệnh cấm công nông đi trong nội thành ngay khi chúng tôi mới tự làm được 1 tháng. Thế là lại đành bán xe, được tất cả 27 triệu đồng. Thầm an ủi, thôi thì sau khi trả nợ ngân hàng, cũng còn chút lãi, cộng với tiền làm 1 tháng dành dụm được, vợ chồng tôi dự tính chuyển việc khác. Tuy nhiên, khi thấy bán xe, bố tôi lại đòi trả lại cho ông số tiền chênh lệch là 10 triệu đồng. Thế là vợ chồng tôi đành ngậm ngùi trả lại cho ông. Kế hoạch làm ăn lại lần nữa, chết yểu. Tôi đành đi học lái xe để kiếm việc làm. Hết thời gian nghỉ đẻ, vợ tôi đi làm lại và gửi con cho mẹ tôi và cô em út trông hộ. Nhưng chỉ được vài ngày, mẹ tôi nói là bà còn phải đi chạy chợ, với lại em tôi còn phải đi học, không trông con cho chúng tôi được. Thời ấy chỉ có lương của vợ, tôi thì lúc có việc lúc không, nên tiền chỉ đủ cho ăn uống và mua những thứ thiết yếu nhất cho con, không có khả năng thuê người trông trẻ. Vợ ôm con ra cơ quan, hai mẹ con ở cùng phòng tập thể khi xưa cô ấy từng ở cùng với mấy chị đồng nghiệp. Tôi không thể ở cùng vợ, nên hai mẹ con cô ấy tự chăm nhau. Và cũng nhờ sự giúp đỡ của các chị ở cùng mà cô ấy đã vượt qua được những tháng ngày khốn khó nhất. Ban đầu, lúc trong giờ làm việc, cô ấy để con ở giường, quây chăn gối xung quanh sợ con ngã, thỉnh thoảng lại chạy xuống nhòm. Một buổi cũng phải rời chỗ làm vài lần để cho con ăn uống vệ sinh. May cô ấy làm ở phòng kho quỹ, mấy chị em trong phòng thông cảm hoàn cảnh mà bao che cho nên cũng không bị sếp gây khó dễ. Khi con được 7 tháng, cũng biết bò rồi thì vợ không dám để con ở một mình dưới phòng nữa, đành mua cái xe 6 bánh dành cho trẻ tập đi rồi thả con vào cho ngồi cạnh chỗ mẹ làm. Lúc nào con ngủ mới bế xuống phòng. Mỗi ngày đứa con 7 tháng tuổi của tôi đứng ngồi trên chiếc xe tập đi gần bằng thời gian mẹ nó ngồi làm việc. Xót con lắm, tôi cũng chẳng biết phải làm sao. Lúc con 11 tháng, bắt đầu chập chững để tập đi, thì vợ chồng tôi quyết định gửi con về ngoại để vừa cai sữa, vừa gửi mẹ vợ trông hộ luôn. Nhà mẹ vợ cách nơi làm việc của vợ tôi gần 40 cây số. Ngày ấy, hai vợ chồng chỉ có mỗi một chiếc xe đạp vợ mang theo khi lấy tôi. Cuối tuần, chúng tôi đèo nhau về thăm con. Đi từ lúc tan làm, đến 8-9 giờ tối mới về tới nhà ngoại. Vợ tôi là lớn trong nhà, dưới còn 3 đứa em. Một đứa đã đi làm xa, còn 2 dì út đang đi học. Mẹ vợ tôi là liệt sĩ, vẫn vừa đi làm cơ quan, vừa cùng mẹ chồng trồng trọt chăn nuôi gà lợn để lo cho 2 đứa em vợ nên khá vất vả. Giờ thêm con chúng tôi nữa, bà đã gánh thêm một phần gánh nặng. Nhưng hoàn cảnh lúc ấy chúng tôi không biết phải làm sao. Chúng tôi rất biết ơn bà và cả gia đình bên ngoại.
cơ quan vợ chuyển trụ sở mới và vợ được phân một căn phòng trong khu tập thể của nhân viên. Thế là tôi cuối cùng cũng có thể về ở cùng vợ con sau hàng năm trời chỉ được gặp nhau vào ngày nghỉ hoặc tranh thủ thăm con vài tiếng rồi đi làm. Chúng tôi về quê vợ, đón con ra ở cùng. May nhờ được đứa cháu ở quê vợ, do nhà quá nghèo không được đi học, ra trông con giúp. Cũng chỉ phải nuôi ăn, chứ không phải trả công xá gì. Đến khi con được 3 tuổi, thì chúng tôi cho con đi mẫu giáo gần cơ quan mẹ nó. Tôi lúc này đã xin được việc ổn định rồi, nhưng do lái xe cho công ty vận chuyển cấp cứu nên phải làm ca, bù lại ngoài tiền lương cũng có thêm chút thu nhập. Cuộc sống vợ chồng tôi dần ổn định, cũng tích cóp được ít tiền, lại bàn nhau vay tiền công đoàn cơ quan vợ mua mảnh đất gần nhà bố mẹ tôi. Khi biết chúng tôi có ý định mua đất, bố tôi bảo là đưa tiền cho ông để ông xây thêm một tầng nữa ở nhà ông cho vợ chồng tôi ở, nhưng tôi không đồng ý. Ông tỏ thái độ không vui, nhưng tôi quyết rồi. Dù là con trai một, chúng tôi cũng không thể ở chung cùng ông bà được. Sau mấy năm, trả nợ tiền mua đất xong, dư được một ít tiền, lại nghĩ chuyện vay ngân hàng để xây nhà. May là vợ tôi làm trong ngành, nên vay mượn cũng dễ dàng hơn. Cảm giác thật thoải mái khi vợ chồng con cái được ở trong ngôi nhà do chính mình làm nên. Vợ chồng bảo ban nhau cố gắng chắt chiu trả nợ dần. Sau một năm xây nhà, tôi vay tiền anh em họ hàng nhờ người chạy trọt theo đường dây đưa người sang Đức lao động. Vì bên ấy có đứa em họ ở lâu rồi, cũng muốn giúp tôi làm kinh tế. Vợ tôi lúc đầu cũng băn khoăn lắm. Nhưng sau tôi nhiều lần động viên và nói chờ anh chỉ 3 năm thôi, anh kiếm được tiền sẽ quay về ngay, thì vợ cũng vui vẻ để tôi đi. Đường dây tôi theo không ngờ lại là đường dây đưa người đi bất hợp pháp. Ngày tiễn tôi ra sân bay Nội Bài, cả tôi và vợ đều tưởng sau mấy chục tiếng sẽ sang đến Đức. Nhưng rồi tôi chỉ được bay sang Campuchia, mà lúc ấy khi xuống sân bay tôi cũng không biết là đâu. Tiếp tục hành trình gian nan nhất mà nếu ai chưa trải qua sẽ không tưởng tượng được. Từ Campuchia, đoàn người phải đi bộ luồn rừng qua biên giới sang Thái Lan. Sau đó họ dùng hộ chiếu giả, tên giả để đưa chúng tôi lên máy bay qua rất nhiều nước, cuối cùng cũng đến Tiệp Khắc. Trong khi di chuyển trong rừng vùng biên giới từ Tiệp qua Đức, đoàn chúng tôi bị cảnh sát Tiệp bắt. Mười mấy người bị giam trong khu nhà tù dành cho người tị nạn. Em họ tôi ở Đức nhờ người hỏi qua bên Tiệp để tìm tung tích của tôi, nhưng cũng không tìm được, vì toàn bộ đoàn đi là dùng hộ chiếu và tên giả. Đối với vợ tôi, đây là thời kỳ khó khăn nhất, vừa chống chính vì phải xa chồng với thời gian không xác định, vừa hoang mang không biết hỏi ở đâu để biết tung tích của chồng. Cô ấy đã mất thăng bằng nhiều tháng. Tôi cũng cùng chung tâm trạng ấy mà không biết phải báo tin về nhà bằng cách nào. Lúc này, đường dây đưa tôi đi cũng không xác định được tung tích những người được đưa đi. Thấy vợ tôi làm căng quá, nên họ trả lại toàn bộ tiền vợ chồng tôi giao cho họ trước đó. Thế là khoản nợ họ hàng không còn phải lo lắng nữa. Sau gần 7 tháng tôi được thả, vội gọi điện cho em họ bên Đức qua tiệp đón và báo tin về cho vợ. Từ đây bắt đầu cuộc sống mưu sinh bên xứ người. Tôi ở Đức 6 năm, chui lủi vì tên giả. Ban đầu tôi ở với em họ. Hàng ngày 3 giờ sáng dậy đi lấy hoa quả ở chợ đồ mối, mang về cửa hàng cho vợ chồng em bán. 6 giờ thì về nhà chăm sóc con của em mới vài tháng tuổi và làm việc nhà, cơm cháo cho cả nhà em. Thời gian nghỉ ngơi chỉ được vài tiếng một ngày, nhưng tiền lương cũng không nhiều như những người làm công khác. Làm ở đây được 2 năm, mà cũng chỉ gửi về cho vợ được vài ngàn đi mát. Vẫn mang tiếng ăn nhờ ở đậu, tôi thấy phiền toái quá nên xin em cho ra ngoài kiếm việc. Tôi sau đó xin được làm bếp cho một nhà hàng do người Việt quản lý. Thời gian này tôi chắt chiu mỗi tháng gửi về cho vợ vài trăm đi mát, vợ gom góp trả nợ xây nhà. Thỉnh thoảng tôi muốn gọi điện về cho vợ phải nhờ điện thoại bàn nhà bố mẹ, vì thời đó chưa có điện thoại di động.
điện thoại bàn cũng chỉ có vài nhà có mà thôi. Bố tôi mỗi khi tôi gọi về, vẫn thường chửi tôi vì tội chỉ gửi tiền về cho vợ, mà không gửi tiền về để ông giữ hộ. Thì tôi đã biết chắc vợ con tôi ở nhà bị đối xử như thế nào rồi. Tôi về nước mà không kịp báo cho vợ. Sau 6 năm xa cách, khi thấy tôi xuất hiện trước cổng, vợ tôi ngạc nhiên thảng thốt rồi òa khóc nức nở như là một đứa trẻ bị đòn oan. Bao nhiêu ấm ức nhớ nhung dồn nén suốt những tháng năm tôi đi xa được dịp vỡ òa. Giây phút ấy, tôi tự nhủ lòng sẽ không bao giờ để vợ mình phải rơi nước mắt vì bất cứ lý do gì nữa. Tôi về Việt Nam ngoài dự tính, vì trong một lần đi ship đồ ăn cho nhà hàng, tôi lại bị cảnh sát Đức tóm. Họ tống tôi vào tù, mỗi tuần một lần được phát đồ ăn, đồ dùng cá nhân và vài chục đêm mát. Ở được 2 tháng, tôi chán quá, cũng không biết khi nào được ra. Nhân tiện một lần phải khai báo, tôi xin về Việt Nam. Không ngờ vài ngày sau, họ đưa tôi và vài anh em nữa ra thẳng sân bay cho về nước. Tiền với tư trang quần áo ở chỗ làm không kịp lấy. Tôi ở nước ngoài về mà giống như là vừa ra phố chơi về, không quà cáp, không hành lý, không tiền bạc. Vợ tôi, sau ngần ấy năm một mình bươn trải đếm đủ đắng cay khổ nhục, rồi cũng chẳng kêu ca một lời. Suốt những năm tôi đi xa, cô ấy ở nhà. Trong họ ngoài làng không mảy may điều tiếng gì, vẫn chu toàn mọi việc hai bên nội ngoại. Tôi đang chưa biết chuyện việc gì, thì vừa may có anh bạn bên Đức về chơi. Chị gái anh ấy đang làm gia công đá trang sức nhân tạo xuất sang Trung Quốc. Vợ chồng tôi đến chơi thấy hay quá, nên học hỏi. Thấy vợ có vẻ hứng thú với công việc này, nên chúng tôi dành thời gian đi Trung Quốc để tìm hiểu thị trường. Thấy được, và cũng đã bắt được mối đầu vào đầu ra tốt. Chúng tôi bắt đầu bỏ vốn đầu tư mua máy móc, tìm mua đất xây xưởng và thuê chuyên gia Trung Quốc về dạy nghề cho công nhân. Gặp thầy gặp bạn, chúng tôi làm ăn suôn sẻ, thu nhập khá ổn định. Chúng tôi mua được xe, đổi nhà to ra mặt phố, mua thêm được căn nhà, ngõ nhỏ nữa. Tôi quản lý ở xưởng, vợ kiểm soát đầu ra đầu vào. Cứ mỗi tháng, cô ấy xin nghỉ phép một ngày để đi Trung Quốc giao hàng và nhập nguyên liệu. Sau 3 năm, thị trường thay đổi, chúng tôi không thể xuất hàng nên đành nghỉ. Thời gian này chúng tôi sinh thêm em bé. Tôi ở nhà giúp vợ chăm con và làm việc nhà cho vợ đi làm. 3 tuổi, con bắt đầu đi học. Tôi mới đi làm lại. Lái xe container thuê tại cảng. Công việc khá vất vả vì toàn phải đi đêm. Làm được 3 năm thì tôi nghỉ. Vợ chồng tôi bắt đầu tính đến chuyện đầu tư lớn hơn ở tỉnh ngoài vì tôi thấy công việc này khá phù hợp. Vì thế vợ để tôi toàn quyền quản lý. Thế là lại bán hết nhà xưởng và căn nhà trong ngõ cùng với toàn bộ tiền tích cóp được đem đi đầu tư. Nói là ngoài tỉnh nhưng cũng chỉ cách nhà khoảng 70 km. Cứ 2 ngày tôi lại về nhà một lần. Xây dựng đào đắp ròng rã mất 2 năm. Có bao nhiêu tiền cũng dồn hết vào đấy. Cuối cùng cũng đến lúc có thu nhập. Mỗi năm ổn định hơn thì thu được nhiều hơn một chút. Sau 4 năm, chúng tôi lại mua lại được căn nhà ở trong ngõ khác. Lúc này vợ tôi cũng đã nghỉ hưu sớm để đưa đón chăm sóc cho con gái đang học lớp 6. Còn tôi lại không tránh được những cám dỗ, bắt đầu vướng vào một mối quan hệ ngoài luồng với bạn hàng. Người tình trẻ hơn vợ tôi 10 tuổi, đã ly hôn và ở với con gái. Khi ở bên nhân tình, tôi gần như là quên hết mọi thứ kể cả trách nhiệm với gia đình. Cứ mê muội đến bỏ bê cả công việc. Tôi mua sắm cho người tình mọi thứ đủ cho một cuộc sống tiện nghi. Hàng ngày tôi đều về đấy, rồi kiếm cớ công việc không trôi chảy cần phải giải quyết để không về nhà. Cũng bớt tiền đưa về cho vợ. Vợ tôi, vì tin tưởng mà không nhận thấy những thay đổi bất thường từ tôi, vẫn chăm sóc chồng con chu đáo. Cô ấy an yên và cảm thấy viên mãn hạnh phúc trong cuộc sống của mình. Nếu không có cái ngày định mệnh ấy, chắc tôi vẫn mãi là người chồng tử tế nhất trong mắt của vợ. Tôi và nhân tình sống với nhau được hơn 1 năm, thì thường xuyên xảy ra cãi vã, mà nguyên nhân chủ yếu là vì tiền. Cô ta càng ngày càng đòi hỏi nhiều hơn,
mà tôi thì do bỏ bê công việc đi theo cô ta, nên thu nhập ngày càng giảm, không thể chu cấp như thời gian đầu nữa. Ngày hôm ấy, khi xảy ra cãi vã, vì cô ta cứ đòi tôi phải chuyển tiền nhưng tôi không đồng ý. Trong lúc cãi vã, cô ta đã lấy điện thoại của tôi từ lúc nào mà tôi không biết, rồi gọi video cho vợ tôi, để vợ tôi vừa nghe vừa nhìn thấy toàn bộ sự việc lúc đó. Trong tâm trạng ăn vụng bị bắt quả tang, tôi bối rối không biết phải làm gì, cứ chờ một cơn thịnh nộ từ vợ, nhưng mảy may không thấy. Đến chiều, khi không chịu được, tôi gọi cho vợ. Nghe giọng hình như vợ đang khóc. Tôi cố hỏi vu vơ vài chuyện để thăm dò, nhưng cô ấy không đả động gì đến chuyện kia, chỉ hỏi một câu: anh có chuyện gì muốn nói với em không? Thằng chồng khốn nạn là tôi lúc ấy còn thản nhiên trả lời: không. Cô ấy nói: nếu không có chuyện gì để nói thì em cúp máy đây. Nói rồi cô ấy chặn luôn điện thoại, không để cho tôi gọi thêm một cuộc nào nữa. Ngày hôm sau tôi về nhà, cô ấy vẫn bình thản không tỏ thái độ gì. Nhưng nhìn cô ấy tiều tụy thấy rõ, chắc đã thức cả đêm. Sau bữa cơm, cô ấy nói là đã nghe và hiểu câu chuyện hôm qua của tôi và nói: em không muốn chung chồng, tùy anh chọn. Một là chọn tình nghĩa 35 năm, chia đắng sẻ ngọt, đã vượt qua những khốn khó cùng nhau đến hôm nay. Hai là người tình trẻ chung với những đam mê mới mẻ. Tôi không biết nói gì, không biết thanh minh thế nào, chỉ nói: yên tâm, anh biết rồi, anh vẫn yêu em nhiều mà. Cô ấy khóc, khóc ngất rồi chỉ lẩm bẩm: không thể tin được, không thể nào tin được. Mà không gào thét ầm ĩ hay chửi bới như tôi nghĩ. Nhìn cô ấy đau đớn, tôi ân hận tột cùng, nhưng lại không thể làm gì. Tự hứa với lòng sẽ chấm dứt với người tình, quay lại vun đắp hạnh phúc gia đình. Tôi về nhà hàng ngày, lúc nào cũng thấy mắt vợ đỏ. Nhưng thấy tôi về thì lại tỏ ra bình thường. Cô ấy vẫn nấu nướng chăm chút cho tôi như thường lệ. Qua mấy tháng vật vã, vợ tôi gầy đi nhiều nhưng không còn khóc nữa, đã lấy lại được thăng bằng. Cô ấy tuyệt nhiên không nói cho ai biết câu chuyện của tôi, giấu cả người thân của cô ấy. Tôi rất biết ơn vợ vì cách cư xử này. Còn người tình của tôi thì vẫn ngày ngày nhắn tin gọi điện, mè nheo đủ thứ. Nhưng tôi thấy nhạt dần, thì bắt đầu cay cú. Rồi cô ta gọi điện nhắn tin gửi cả những hình ảnh nhạy cảm giữa tôi và cô ta cho vợ tôi. Vợ tôi cứ lặng thinh, như không có chuyện gì. Chỉ là ánh mắt nhìn tôi lạnh băng và không cho tôi đụng vào người cô ấy nữa. Tôi không hiểu bỗng nhiên vì sao thái độ của vợ thay đổi, nên để ý rồi gặng hỏi. Cô ấy đưa tin nhắn, rồi cuộc gọi được ghi âm cho tôi xem. Vợ tôi sau bao ngày tháng chỉ khóc mà không dằn vặt gì, bỗng nhiên nổi cơn thịnh nộ. Cô ấy gào vào mặt tôi: ai cho phép các người làm tổn thương tôi? Ai cho phép các người cướp đi cuộc sống an yên của tôi? Đó là tận cùng của sự khốn nạn, các người có biết không? Tôi không thể tha thứ, nhưng nỗi đau này tôi sẽ không bao giờ quên. Tôi không cầu mong được cô ấy tha thứ. Ngày tháng này, tôi như sống trong địa ngục. Tôi làm mọi chuyện để mong bù đắp phần nào nỗi đau trong cô ấy. Tôi cho người ta thuê lại chỗ mình đang đầu tư, rồi về nhà, hàng ngày nhìn biểu hiện của vợ, đoán ý và đáp ứng tất cả những gì cô ấy thích, hay tôi đoán là cô ấy thích. Nhưng cô ấy chỉ nhìn tôi với ánh mắt giá băng như vậy. Ban đầu tôi chỉ nghĩ đàn ông ra ngoài chơi bời một chút cũng không sao, miễn là vẫn chu toàn với gia đình là được. Giờ đây, chính tôi cũng không thể tha thứ cho lỗi lầm của mình. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.